Chào ngày mới an lành và hạnh phúc. Video ngày mới của cơm chay kỳ duyên của mình ngày hôm nay là một món đậu rồng bắp non xào với đậu hũ và nấm bào ngư. Và đây là nấm bào ngư. Trước khi mình xào thì nấm bào ngư mình sẽ chiên cho nó hơi vàng một chút. Chiên nó vàng lên thì nó sẽ rất là ngon. Và đây là nguyên liệu mình chuẩn bị: bắp non, đậu rồng và củ đỏ. Đây là những món mình sẽ chuẩn bị xào. Và nấm bào ngư ở đây là hành và tỏi. Mình cứ cho vào cái chảo nấm bào ngư của mình luôn. Khi mình chiên sơ nấm bào ngư như vậy thì nó rất là ngon. Rồi mình có gắt vào một chút xíu hạt nêm nữa, mình cho nấm bào ngư mình nó vừa ăn, nó thấm vào. Mình để hành với tỏi vô cho nó vàng một chút cho nó thơm lên nha. Rồi mình phải để nguyên liệu bắp và đậu rồng vô. Và đây là đậu hũ chiên. Mình sẽ cùng xào với đậu hũ chiên, đậu rồng, bắp non. Là một món chay rất là đơn giản, thuần khiết và đầy đủ dinh dưỡng mà cũng rất là ngon, dành cho bữa cơm chay gia đình. Rồi tiếp theo mình sẽ để bắp non vô nha. Mình sẽ nêm nếm như nó vừa ăn. Một chút bột ngọt, một chút hạt nêm, nấm và hương. Một chút xíu đường rất là ít. Như vậy thì mình muốn bảo đảm cho bắp nó chín, mình sẽ cho một ít nước lạnh vô. Vì bắp non thì nó hơi chậm chín một chút, vì vậy mình cho một ít nước vô đây, nó sẽ làm cho bắp nó dễ chín hơn, nhanh chín hơn. Đậu rồng để sau cùng nha các bạn, bởi vì đậu rồng nó rất là nhanh chín nên đậu rồng là khâu cuối cùng. Sơ cho đều lên. Mình sẽ cho đậu hũ chiên. Đậu hũ tươi mình chiên sẵn. Cho vào một mớ. Mình cho hết. Rồi khâu cuối cùng là đậu rồng. Mình cũng sẽ cho hành lá vô luôn. Cái loại này nó có sẽ cùng chín một lượt. Sơ sơ cho nó đều lên. Tiếp theo thì mình cũng sẽ đậy nắp lại khoảng 3 phút nữa. Sau 3 phút mình hãy dỡ ra, bảo đảm cho hành nó chín. Tại vì nếu mà hành nó không chín thì nó sẽ bị hăng. Đậu rồng rồi mình bảo đảm nó đã chín.
là ngon và hấp dẫn, đúng không mọi người? Mình sẽ cho ra dĩa nha. Bữa cơm đơn giản của gia đình mình ngày hôm nay rất là đơn giản, đầy đủ dinh dưỡng và ngon. Món xào chay rất là ngon, tuyệt vời. Rồi, đây là một dĩa đậu rồng, bắp non, nấm bào ngư xào chay. Rất là ngon và giàu dinh dưỡng, dành cho bữa chay đơn thuần, thuần khiết của gia đình chúng ta. Mọi người cũng nên chế biến những món ăn chay đơn thuần cho gia đình mà đầy đủ dinh dưỡng, rẻ tiền, không có mắc tiền đâu. Rất là dễ ăn. Chúc mọi người ngon miệng. Nguyện cầu cho hòa bình thế giới, chúng sanh an lạc, dịch bệnh qua đi. Nguyện chúng sanh bỏ ác theo thiện, phát tâm bồ đề, cầu sanh Tây phương cực lạc thế giới. Nam mô A Di Đà Phật.